giờ chuyển sang phòng biên tập rồi. Bà tính sao? Tôi có biết gì về thời trang đâu làm. Vậy tôi khuyên cô cũng nên nghỉ việc đây luôn đi. Sáng mai chúng ta sẽ chào đón một nhân vật đặc biệt xuất hiện. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người giám đốc sáng tạo mới của tạp chí Homework, anh Trịnh Nam Phong.